Alo, 6712. Alo, lên 1 2 3 4 5 6 7. Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng giới thiệu cho anh em một chiếc âm ly karaoke đời đầu cực kỳ ngon luôn. Con âm ly này là của một bác khách. Bác ý lên đời thì bác ý nhờ em thanh lý hộ bác ý. Hàng rất là ngon luôn anh em nhé. Con này cái logo Jaguar này là logo Jaguar bác ý dán vào chứ không phải là logo Jaguar, không phải âm ly Jaguar chính hãng đâu anh em nhé. Con này theo thẩm định của em ấy thì nó là hàng Sài Gòn đời đầu sản xuất của một công ty nào đấy trong Sài Gòn sản xuất, với chất lượng linh kiện cực kỳ ngon luôn. Cái vỏ máy nó rất là chắc chắn luôn chứ nó không phách như kiểu mấy cái âm ly tàu mà giá rẻ đâu anh em nhé. Cái vỏ máy rất là chắc chắn luôn. Hiệu gì thì em không biết nữa, bác bảo bác chẳng nhớ là hiệu gì. Em đã thẩm định bên trong rồi, chất lượng linh kiện của nó toàn linh kiện ngon thôi anh em nhé, không có linh kiện rẻ tiền đâu. Em sẽ tháo bên trong cho anh em xem nhé. Cái vỏ này nó rất là chắc chắn và cứng cáp anh em nhé. Đầu tiên em sẽ giới thiệu trước về phần trước cho anh em, xong em tháo ra cho anh em xem nhé. Nói chung đến núm nút tất cả các thứ đều hoạt động trơn tru và êm ru anh em nhé, không có lệch xoẹt gì hết. Đấy, nó có hai dạng mic, một dạng trên và dạng dưới. Echo của nó chỉnh vang nhại rất là ngọt luôn. Đấy, em giới thiệu qua nhé, cái núm này núm chỉnh echo này, bây ba lăng trái phải của loa trái phải của mic này. Đấy, đây nút lao, khi mà anh em mà hát giọng trầm anh em nhiều ấy thì anh em giảm bớt cái lao đi nhá, còn nếu giọng nữ thì anh em tăng thêm một cái lao này lên cho nó tiếng nó thêm dày dặn. Đấy, cái dài mid này anh em chỉnh thì anh em nên chỉnh 12 giờ hoặc là lên 13 giờ thôi, chỉnh tầm đấy là hát là tiếng mic là nó nhạy và mượt nhất. Cái dài hai này thì nếu mà anh em là đàn ông ấy thì anh em có thể chỉnh lên hướng 13 giờ nhá, hoặc 13 giờ căng nhất là 14 giờ thôi, đừng chỉnh nhiều quá mà nó sẽ gây tiếng hú ở trên loa anh em nhé, tiếng tép nó lên nhiều nó dễ gây hú. Đấy, cả hai dạng mic đều hoạt động ok hết nhé. Đây dạng mic trên nhé, bây giờ em thử nó mic dưới cho các bác này. Đấy, khi mình cắm mic vào ấy, cái đèn mic nó sẽ nháy lên một cái là báo là đã nhận mic nhé. Đây mic dưới này. Alo, 1 2 6 7 ngon hết anh em nhé. Hai dạng mic này, cái này là chỉnh echo tổng anh em nhé. Đấy, the line này và lpm này, đây em sẽ chỉnh cho anh em nghe thử nhá. Đây nhá, khi mình để cái lpm này về nhỏ nhất chẳng hạn này, nhỏ nhất thì anh em nghe thử nhá. Alo, từ như quên chưa bật mic. Đây bật mic ra. Alo. Đấy, cái này là repeat, là lặp lại nhé. Alo. Không có sự lặp lại nhé, khi mà anh em vặn to lên này, lên hướng tầm 12 giờ nhé. Alo. Đấy, nó lặp lại. Alo. Đấy, còn cái delay này là vang này, đây nhé. Sang bên phải, em vặn sang bên phải nhé. Alo. Đấy, cái này là delay anh em nhé. Alo. Delay nghĩa là kéo dài cái tiếng mic ấy. Đây này, em xoay sang bên trái thì tiếng nó càng kéo dài hơn. Alo. Đấy, anh em cứ chỉnh như cái mức em chỉnh ok này là ok nhất nhé. Rồi, tiếp. Cái nút này là cái nút khi mình ấn xuống thì ba tép nó tăng lên vượt trội luôn. Thì em ấn luôn nó xuống đây. Đấy, ấn lên thì ba tép nó bình thường, ấn xuống thì ba tép nó tăng vượt trội lên, nó kiểu lan tỏa ấy. Thì đấy, khi anh em cứ để ấn xuống là ok nhất, nghe sướng nhất. Đấy, còn đây là chỉnh cái này chỉnh bass, chỉnh tép và chỉnh mid của dải nhạc anh em nhé. Đấy, đây volume của nhạc này, đây volume của mic 2, đây volume mic 1, đây volume của echo này. Đây, bên này là volume tổng của tất cả cái bên này luôn. Nói chung anh em đã dùng âm ly này rồi, anh em biết thừa cách sử dụng. Vì những cái âm ly như này nó quá phổ biến từ ngày xưa rồi.
nên là anh em sử dụng rất là dễ luôn, rất là dễ dàng. Chỉ có khác cái là bên trong chất liệu, chất lượng linh kiện bên trong thôi đấy, và cái vỏ máy thôi. Cái vỏ máy nó rất là cứng cáp luôn anh em nhé. Đấy, cái âm ly mình bê rất là nặng và cứng cáp luôn, cái nguồn biến áp của nó rất là to nhé. Để em mở lên. À, cái này cứng lắm, không thể mở một tay được, em phải mở hai tay em để em đặt điện thoại em mở cho anh em nhé. Rất cứng luôn. Rồi bây giờ giới thiệu tiếp bên trong anh em nhìn cái linh kiện vào này. Đấy, anh em nhìn sướng mắt chưa? Đây, anh em nhìn cái vỉ linh kiện bên này nhé. Đây, linh kiện tăng công suất của nó, tất cả nó zin 100% luôn anh em nhé. Đấy, đây linh kiện anh em nhìn toàn là hàng ngon luôn nhé. Đấy, những con trở nhìn rất là sướng mắt luôn. Linh kiện này. Đấy, đây, cuộn cảm đồng của nó này. Anh em nhìn sướng mắt không? Đấy, anh em nhìn nhé. Khi mà một cái âm ly mà chất lượng của bên trong tốt nhé, anh em chỉ cần mở ra anh em nhìn cái dây nguồn, à nhìn cái dây dẫn của nó anh em biết nhé. Đấy, những cái dây dẫn tín hiệu của nó chơi toàn là dây lõi đồng và dây vỏ rất là xịn luôn này anh em nhé. Dây to và xịn, chứ nó không chơi kiểu mấy cái dây mỏng ma mỏng manh ở, như kiểu dây đầy mới đó. Những âm ly đầy mới nó làm tiết kiệm chi phí ấy, nó làm cái dây mỏng manh lắm. Đấy, anh em nhìn cái dạng dây của nó là khoái mắt luôn này. Đây là anh em bình thường anh em không để ý đấy, anh em không thấy, chứ còn thợ chỉ cần nhìn cái này là thợ, em giới thiệu đây các bác thợ nhìn cái, các bác thợ biết ngay là hàng chất lượng luôn. Đấy, dây dẫn của nó rất là ngon luôn nhé. Kể cái những cái dây đời mới bây giờ chỉ còn dùng 1-2 năm bắt đầu oxy hóa bên trong rồi, cái dây này dây lõi đầu ngon dùng chục năm nó chẳng ảnh hưởng gì cả. Đấy, nó liên quan đến chất lượng của một cái âm ly rất là nhiều. Đây, hai con tụ nguồn rất là to đây. Đây, hai con tụ nguồn rất là to nhé, tất cả hàng đều ngon hết. Đấy, khi mình bật cái âm ly lên cái dơ lên đóng một cái, nó có một cái tín hiệu báo ra ở trên loa luôn. Đây, để em thử cho anh em nghe thử nhé. Đây, khi mình bật cái dơ lên đóng cái trên loa nó có tín hiệu luôn này. Đây, ví dụ nhé. Em đang cho nhạc vào thì nó sẽ không báo tín hiệu anh em nhé. Còn nếu mà khi mình không cho nhạc vào ấy thì là nó sẽ báo tín hiệu như kiểu bluetooth ấy, kiểu như vậy, như kiểu kết nối bluetooth ấy. Nhưng mà đằng trước này nó có cả mấy cái đèn báo đây nhé, đây cả hai đèn báo kênh trái phải tín hiệu vào đây anh em nhé. Đây, mạch máy của nó zin ngon hết nhá, cả hai bên y hệt như nhau, chẳng khác một cái gì luôn. Đấy, bình thường là chơi biến áp khoảng 10A thôi, nhưng đây là chơi biến áp 15A anh em nhé, to vật vã luôn. Mà êm ru nhé, đây em quay rất là gần cái biến áp anh em nhé, không bao giờ có tiếng ù rè hay là u gì cả. Những âm ly mà đời mới sản xuất mấy cái loại mà nó làm tiết kiệm tiền, ví dụ mấy con rắc cua mà tầm hơn 1 triệu một con ấy anh em. Sò chiếc thì nhiều, nhưng mà cái biến áp nó lại trang bị cái biến áp rất là nhỏ luôn, tầm 10A thôi, nó không thể đủ kéo được, dành cho anh em các bác thích đếm sò. Đấy, đây tuy nó chỉ trang bị 4 con sò san ken anh em nhé, 4 con sò san ken đây nhé, nhưng mà cái biến áp của nó to 15A nên là kéo rất là khỏe luôn. Anh em chơi một đôi 30 BMB 2000 đánh căng đét, anh em có đánh thể đóng được hai đôi bát 25 hoặc là hai đôi bát 20 thoải mái nhé. Đấy, mạch máy còn rất là ngon luôn nhé. Đây này, anh em nhìn vào bên trong này. Đấy, anh em nhìn nguyên cái chiếc áp này, dạng chiếc áp này. Đấy, chiếc áp của nó mạ kẽm nhé, nhìn là biết cái chất chiết áp ngon rồi, chứ không phải là chiết áp nó thô sơ hàng rẻ tiền đâu. Đấy, chiết áp ngon luôn, nên là dùng mười mấy năm rồi nó vẫn, khách mà dùng chục năm rồi đấy mà nó vẫn cứ rất là ngon luôn, đánh khỏe căng và tiếng rất là hay, êm vang nhại ngọt. Nói chung là hàng đáng đồng tiền bát gạo anh em nhé, đáng để anh em sở hữu và chơi con này. Chơi con này thì không có gì phải nghĩ nữa rồi, mà giá thì lại rất là bình dân luôn. Đấy, hàng thì rất là ngon. Đấy, đây em quay đằng sau cho anh em đây. Từ từ dây dợ hơi nhiều để em rút bớt ra. Đây là tín hiệu vào. Đấy, đây là dây loa, nó có hai cầu để anh em đấu được hai đôi loa treo tường anh em nhé, hai đôi loa treo tường thoải mái luôn. Âm sắc con này rất là hay.
dây nguồn này em rút luôn này, rút cho nó gọn. Design USA này thì không biết là nó làm theo quy chuẩn của cái nào. Đấy, đây là cầu loa nhé, cầu A và cầu B đây. Đấy. Đây đường hai đường tín hiệu vào anh em nhé. Cái đường 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 này để anh em có thể ra trầm, đường này ra trầm nhé. Đấy. Còn đường để đường mic out ra tín hiệu mic này. Cái đường này ra trầm anh em nhé. Đấy, đây là cấu trúc U là anh có thể nối thêm cái qua laser vào đây nhé. Đấy, một cái amply rất là cứng cáp, rất là ngon luôn. Đấy, quay ra đây thì anh quay hẳn ra này, anh em nhìn cái dạng chiết áp này. Đấy, nhìn đâu, chiết áp bên ngoài đó, mạ kẽm thì rất là sướng luôn nhé. Rất là ngon. Đấy, hàng của Atec luôn. Đấy, chiết áp đơn, mạ kẽm Atec. Đây, con này thì chiết áp kép bên America cũng Atec luôn. Chúng là ngon. Mạch máy rất là sạch đẹp luôn anh em nhé. Hàng này dùng bao bền luôn, bao sướng. Và cái giá thì anh em sở hữu con này rất là êm thôi, rất là bình dân luôn. Bác khách bác nhờ thanh lý ở 1,5 triệu, đấy là em chưa có công vệ sinh lau chùi và test tiết cho các bác nhé. Đấy là bác khách nhờ bán hộ là 1,5 triệu nhé. Đấy thì sau khi em xử lý xong xuôi ấy, thì em để cho anh em 1,680,000 nhé. 1,680,000 là em có một chút công rồi. Anh em mua hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bỏ shop cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi, chào anh em nhé.